Ngày nay gỗ là nguồn tài nguyên quý giá từ tự nhiên được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nội thất và các đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Các loại tượng thờ cũng đều được làm từ gỗ. Khi có nhu cầu thỉnh tượng, cần phải cân nhắc kỹ khi chọn chất liệu gỗ, bởi vì không phải cơ sở nào cũng sử dụng loại gỗ tốt. Video này sẽ cung cấp thông tin về loại gỗ phù hợp và phổ biến nhất trong chế tác tượng. Từ lâu, ông cha ta đã dùng gỗ mít để làm đồ thờ như bàn thờ gia tiên, tủ thờ, hoành phi, câu đối hay tạc tượng, làm các đồ thờ trong đình, chùa, miếu. Ông cha ta có câu ông đa, bà mít là vậy. Hiện tại vẫn còn một số ngôi chùa và đình thờ mặc chúng ta thường gặp gỗ mít. Gỗ mít làm cột không bị mục và tiêu tâm, như vậy xa xưa gỗ mít rất sẵn, có những rừng cây to, nhân dân Việt Nam bao đời ước ao có nhà ngói, cây mít, trồng mít không mấy kinh tế nhưng thuộc về tâm linh, trong nhà có cây mít như có vị thần che chở. Mít là một loại gỗ có tính chất ổn định, không cong vanh, ít bị mối mọt, loại gỗ mít có màu vàng sáng, để lâu ngả thành màu đỏ sẫm, có mùi thơm nhẹ, mềm, dẻo. Ngày nay, gỗ mít được dùng rộng rãi trong đời sống như làm tượng Phật, đồ thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm đồ gỗ nội thất khác. Quy trình chế tác tượng bằng gỗ mít. Cây mít già được chặt rồi đưa ra ao làng sạch sẽ ngâm vài tháng, sau vớt lên để nơi thoáng gió cho dễ khô, cũng phải ở nơi sạch sẽ, bóc vỏ rồi pha cắt theo kích thước của tượng. Nếu thân cây gỗ vừa cỡ tượng thì người thợ chỉ việc đẽo bỏ đi những phần thừa. Nếu tượng lớn quá hoặc có những chi tiết nhô ra nhiều, như thế tay và nhất là chân ở thế ngồi kiết ra thì phải ghép nối gỗ với những mộng chốt, lại gắn xương sống vào những chỗ giáp nối cho liền khối. Có khối lượng ổn định rồi thì tiến hành làm tượng theo mẫu đã có hoặc theo yêu cầu của khách hàng, hay sáng tác theo hướng của nghệ nhân, tượng tạc xong rồi mới chuyển sang khâu sơn thép. Xưởng đồ thờ Đức Hiệp chuyên chế tác tượng bằng chất liệu gỗ cao cấp. Ngoài gỗ mít, chúng tôi còn sử dụng đa dạng các chất liệu gỗ khác như gỗ hương, gỗ chắc, gỗ vàng, tâm, tùy vào nhu cầu đặt hàng của quý khách. Đồ cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, nguyên khối, nét đục tinh xảo, giá thành phù hợp từ xưởng đến tay khách hàng. Hotline 0983400046, địa chỉ ngõ 31, ngã tư Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội.